Mình tiếp tục cái khẩu súng mình mọi người. Mình sửa lại, căn chỉnh lại. Cây mới tâm đục lỗ. Ok. Bây giờ mình test khoảng cách xa hơn nhé mọi người.
kia nữa nào. Đục lỗ lắm mọi người ạ. Mình cho bạn xem khoảng cách này nhá. Khoảng 35-40 mét. Hai viên đủ lỗ luôn đấy. Ok, ba năm bây giờ mới hỏng mất một cái kính. Cái là cái thứ hai đấy mọi người ạ. Chưa có kinh nghiệm bắn là bị hỏng. Ok nhé mọi người nhé, bây giờ mình tháo ra nhé, căn chỉnh xong rồi.